Ok, chúng ta đến đối thủ ở Jamaica. Elo hơn 2.200. Ván này thắng mình sẽ được cộng 29 và thua bị trừ 25. Nhập thành, như vậy là bắt đầu cho biến bức tường Berlin. Vậy tốt lên đây chăng? Đúng như vậy. Giữ. Đường mang lên. Phen đi. Ngoan lên. Đây mình lên tượng để tránh khỏi sự tấn công của xe. Sau đó mình sẽ ăn, có thể sẽ ăn lên tượng giữ. Ăn đi. Đậu ăn lên. Rất perfect. Bây giờ có thể trắng sẽ tìm cách chạy mã để tượng tấn công tốt này. Ok, mình sẽ đưa tượng lên. Tránh nước nhảy mã về đây. Có thể trắng sẽ ra xe, à ra đây. Ok. Lên tốt. Mình sẽ tấn công tốt yếu này. Về tượng giữa. Rồi, cờ này mình có sức mạnh của đối tượng. Hy vọng sẽ làm nên chuyện. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mang xe lên và đưa xe sang để tấn công tốt yếu này. Đây chính là chìa khóa ván đấu này. Cầu thủ Jamaica sẽ thấy được sức mạnh của đối tượng trong phòng thủ Berlin. Trắng đang nghĩ rất sâu. Lên tốt. Okay, vẫn kế hoạch vậy thôi. Mình vẫn hơn được con mã này rồi. Chịu thua chăng? Vậy là không chịu thua. Chúng ta sẽ cùng ok, phải chịu thua chứ.
Sao lại không chịu thua được? Cộng 29 nữa luôn. Chiến thắng tương đối dễ dàng. Tìm mãi người đối thủ đánh Rapid. Đấy, các bạn bảo tại sao anh không đánh ván 10 phút? Bởi vì ít đối thủ chơi 10 phút quá. Chơi với các đối thủ Việt Nam thì elo thấp. Tìm mãi chưa ra nhỉ? Nhiều bạn bè đấy nhỉ. Ok, vẫn chưa ra đối thủ nào. Ván này đánh tiếp thì mình sẽ đưa xe ra chiếm quân mở này, sau đó là đưa xuống thôi. Trắng sẽ cố tấn công cánh vua với các nước đẩy tốt này, nhưng mà mình sẽ phòng thủ đơn giản với nước lên tốt đây và có thể ở tốt đây. Sợ nhờ, tìm mãi không ra đối thủ. Đây rồi, đối thủ thế giới 2229. Mình sẽ đưa vào thế ngâm mít hậu thôi. Win. Lên mắt.